Rồi, quý anh chị nào chúng ta đang quan tâm tới đất nền khu công nghiệp và đô thị BKM Trần Thành Bình Phước, hạ tầng đẹp, pháp lý chuẩn. Rồi, nữa, những vị trí của BKM là vị trí tiềm năng nhất tại thị xã Trần Thành Bình Phước, bởi BKM về đây lấy vị trí mở khu công nghiệp 2067 ha ở đây là đã có một cái sự tính toán tầm nhìn 15-20 năm rồi nha quý vị ơi. Ở đây ạ, công nghiệp sát bên quý vị. Đó, nhà dân chưa đông nhưng mà đã có lác đác về đây sinh sống. Điện đã hoàn thiện, đã có vỉa hè cây xanh đã trồng. Nhà phố thương mại và nhà ở xã hội của BKM đã được xây dựng lên tại khu vực này. Rồi, những block chuẩn bị trả tái định cư cho người dân cũng đã được làm cống thoát nước, lưu đường chống lún chuẩn bị lên sỏi lên nhựa trong 2 đến 3 tháng tới. Nhà dân ở đây ạ, cách chợ Đồng Hưu và đường liên tỉnh Minh Thành An Long, cách vị trí mà Trọng Thơ đang đứng đây cũng chỉ 300m thôi. Chạy thẳng đường này là chúng ta ra tới. Rồi tiếp theo quý vị, trên con đường này ngay ngày hôm nay quý vị ạ, đèn đường đã sáng trưng rồi, chúng ta có thể thấy. Rồi cảnh quan đô thị đã đẹp, vỉa hè đã chuẩn bị làm và trả hoàn thiện hồ sơ, trả pháp lý cho người dân. Trên con đường này ngay ngày hôm nay quý vị ạ, 3 lô liền kề, chưa tới 700 triệu quý vị nhé. Chỉ hơn 600 sở hữu được một lô 150m² đất tái định cư của BKM Trần Thành Bình Phước, nằm giáp với công nghiệp và nhà ở xã hội, nhà phố thương mại của BKM Trần Thành. Nhanh tay liên hệ Trọng Thơ để chúng ta có những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất và đầu tư tiềm năng nhất khu nghiệp và đô thị BKM Trần Thành Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng tại BKM Trần Thành nha.